Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Đây có súng rồi, đây. Em qua em bắn nó luôn không? Em lại qua bắn cho nó trước tí em gục. Đây, đây em, bên này này, bên này này. Bắn nó đi em. Không cho nó chạy em ạ. Nó chạy đi em, nó lại vòng lại này. Bắn nó này, bắn nó này, bắn nó này. Rồi đấy. Từ từ đây, anh tranh thủ anh cứu cho. Hạ nó mời, vào nhà đi em. Lâu gì em? Em có máu đây. Mày mày. Vào nhà mày. Chờ anh tí. Thôi xong. Đây quần máu của đã. Lêu lại phải chơi một mình. Lêu gì? Nữa hả? Thằng này. Nữa hả? Mày qua đây. Hai hướng đều có người em ạ. Hai hướng đều có người. Có giỏi mày qua đây, nó chạy qua này. Ok. Qua đây. Nó lên cho em ạ. Làm gì vậy? Thằng này thì không có phóng liệu của nhé. Ui. Nó sợ quá nó chạy em ạ. Nó sợ quá nó chạy em ơi. Xong đời thiên nhiên. Mày dám bắn người yêu tao à? Dám đánh gì cơ? Để em vào nhà anh quần máu cơ đã. Để các bạn ơi quần máu thôi. Let's go nào nha. Qua bên này mình sẽ cố gắng kiếm thêm đồ anh em ạ. Vâng, và hiện tại thì mình chỉ có mỗi FAMAS với lại cái khẩu súng tiểu liên MP5 ấy. Ok mọi người, chạy qua đây coi. Đó, lên tạm phía này nha. Đây các bạn ơi, có máu thế nào? Ở đâu? Đây là dùng cái hộp thông tin anh em ạ. Sorry anh em nói nhầm ấy. Đây để mình chạy cái khu này coi. Ok này. Cầm cái khẩu P90 xây cũng được mà các bạn ơi. Let's go. Rồi nha anh em. Anh mà công nhận là cái số lượng người chơi trong cái video này, các bạn ấy chơi đai suốt ngày anh em ạ. Còn lại có 25 người chơi này. Anh chơi mình có buồn không? Có cho em. Hello kẹo, hello các bạn. Đây rồi này. À, có một cái ba nạn một nhá. Ra ba kìa. Mẹ có ra ba rồi. Đây coi anh em. À, bây giờ chính là lúc kẹo nên lên trên phía cổng trời nha anh em. Lên thôi chứ sẵn hả các bạn ơi. Hello các bạn và chúc các bạn xem live vui vẻ nhé. Rồi nha anh em, và trên này nó vẫn vắng quá. Không có ai mà. Ăn tạm đấm nhá. Anh ơi chỉ em cách tán gái. Ủa em ơi, anh chẳng biết tán gái là cái gì đâu em ạ. Thật. Thì mẹ em ổn kì. Ơ. Sao lại bảo anh im, anh có biết tần gái đâu. Thế mình là đàn ông à? Thế mình đang đi chơi này mình là đàn ông à? Đây em người yêu anh chứ. Chứ bây giờ anh chẳng biết tần gái gì cả, anh không biết gì cả cơ.
Anh chỉ biết em là người yêu anh thôi. Sao thở dài? Lái xe đi săn mạng nào anh em ơi. À, một đứa phía này. Ui, bạn ơi đừng vào đây, đừng bạn ơi. Làm gì nhau này bạn ơi. Từ bạn ơi. Ui, nó sợ anh em ạ. Tưởng gì nó sợ anh em ạ. Nó cũng đã hết máu mà. Solo thêm lần nữa nào bạn ơi. Nào solo, qua đây, ra ngoài solo này. Solo này bạn ơi, ui. Mày tưởng mày ăn được anh nhỉ, thằng này. Ok nha mọi người. Đây à, mình sẽ quần mọc cái đã. Đấy. Thằng kia nó nghĩ là nó ăn được mình anh em ạ. Anh đang ở đâu hả? Nhà anh ở Cầu Giấy. Thôi xạo đấy mọi người ạ. Nhà anh đâu ở Cầu Giấy đâu. Nhà anh ở quận Hoàng Mai. Nhà anh ở Gầm Cầu. Đâu. Thế streamer làm sao mà on stream ở Gầm Cầu được em? Đúng không? On stream anh. Nhà anh ở Gầm Cầu làm sao mà live stream mà em chỉ có mạng mà live stream. Đây các bạn ơi, chúng ta sẽ kiếm thêm mạng nào các bạn ơi. Xuống thẳng phía dưới luôn. Có lẽ phía dưới sẽ có người này. Lấy xe nát cả xe rồi. Xem mình có bông keo không. Ok, một quả duy nhất này. Anh bắn ghê thế, ai chơi hả anh? Ủa anh chơi gà thôi anh em ơi. Anh... Hả? Anh nghe này. Sao anh không mua skin súng á? Bởi vì anh pua em ạ. Anh đâu có tiền mua skin súng đâu em. Anh xạo quá. Đâu xạo đâu. Anh nói sự thật thôi, đâu có xạo đâu. Ơ ừ. Xe kiểu thủng lốp hả anh em? Thế đào bánh này. Thì anh pua mà, sĩ pua anh em ạ. Các bạn bảo rằng em dễ thương này nhỉ? Phải gọi là bét dễ thương. À bên này anh em ơi, bét đàn ông. Bên này có ngay một đứa nhá. Tướng hai à? Thế bạn có ăn lựu không? Ôi giời ơi. Anh nể mấy đứa thủ nhà lắm em ạ, thề luôn. Này, anh chơi chết với mấy à? Đứa thủ nhà mệt. Anh chưa? Mình cực kỳ mệt với mấy đứa thủ nhà anh em ạ. Suốt ngày ngồi trong nhà thủ. Săn mạng thì không săn. Đấy. Thủ gì ạ anh? Cho nó thủ nhà đấy em. Một đứa đang ở phía trên này. Tao cứ ngồi canh cửa chờ người khác lên xong nó kêu ấy. Ghét thật. Cẩn thận nó đặt mìn anh ạ. Anh biết rồi nên anh không lên, kệ nó đi. Bye bye. Ở đây mà chơi với chó nha bạn nha. Còn mình đi đây. Bye bye. Gặp bên đứa thủ nhà là anh bye bye luôn. Khỏi chơi luôn. Cho nó hay đặt mìn anh chết vì mình nhiều lắm. Bye bye. Ở đấy mà chờ người khác đến chơi bạn nhá. Mình chịu. Em điên nán khổn. Sao em? Nán khổn. Nán khổn là cái gì? Là khổ nạn á? À có xe mới đấy. À không. Anh đâu. Đây rồi. Anh tưởng là xe nát cơ nhưng mà đang còn mới. Let's go nào mọi người. Đây là xịn xò hơn. Thế bình thường mọi người bảo là không ai chơi để chơi với chó hay để bạn kia chơi với chó anh em ạ. Xe này nó xịn hơn rồi. Có xe kia lúc nãy anh chạy mãi nó bốc cháy. Thì kêu nó điếc tai mà em, nó cứ ì. Nhưng mà xe kia chạy nó cũng kêu vậy mà, hay là nó kêu sao em? Xe kia chạy nó không kêu lắm. Xe này chạy kêu to hơn à? Xe kia nó kêu nhẹ. Ui. Cái gì đấy? Ở đây bà nhau ghê. Mỗi thế. Mỗi hổm chính mà chém với nhau.
thì nó cũng giống như kiểu bóng đá ấy, có mỗi quả bóng mà bao nhiêu cầu thủ tranh nhau bóng trên sân ấy, em đúng không? Nhưng mà công nhận chết cười thật, đi thi thoảng đi qua mấy cái chỗ này có mỗi cái hồng thính mà hai xe nát các kiểu, chịu thật. Đây qua phía này các bạn ơi, lượm thính thôi, kiếm cái mũ mới, giáp mới. Uầy gô ra này nó lại thơm quá nhỉ các bạn nhỉ. Lên xe đó, chạy qua cái thính chỗ này coi, còn lại có 9 thằng nữa thôi anh em ơi. Thằng kia kệ cho nó thủ nhà đi, cho bạn thủ nhà đấy sáng mai nhá, chắc là không đến, có ai đến chơi với bạn đâu. Mình coi bên này mình giúp thính thoải mái anh em ạ. À, xem có mũ mới không. Uầy mũ ba mới này, ngon. Thế là có bộ giáp mũ, giáp mũ ba mới này, mỗi tội 33 chưa có. Và bây giờ còn lại có 9 người chơi nữa mà thôi. Quên mất tí tưởng solo anh em ạ. Mình đang chơi đua, chơi phải cẩn thận tí. À quên, phải cẩn thận tí. Đấy đấy, mình sẽ qua cái UAV này coi. Đây rồi, đây rồi. Làm gì vậy? Làm gì nhau? Làm gì nhau? Tao còn sống cả. Ui giời ơi, gọi bạn qua đây, quá muộn rồi. Em cho nó một giây để gọi bạn nhưng mà nó không gọi thôi em ạ. Quá muộn rồi, bạn hiểu không? Đây anh em ơi, mình nghĩ tầm này không nhiều máu đâu bởi vì là mình chưa solo mà. Ui bạn nó đến, qua đây, có giỏi qua đây. Đúng rồi, monster chắc này. Ui đậu xanh nữa hả? Ui đậu xanh nữa hả? Xong luôn hai đứa đây. Có máu thôi các bạn ơi. Ok anh em, kẹo đã có cho mình được mạng thứ 6 rồi nhé. Vào đây. Anh ơi. Hả, anh nghe này. Em ao nhá. Em ao cũng được. Ừ. Bước mắt nó làm dụ ơi. Thế em nghỉ đi. Ờ, anh nghỉ đi nha, bye. Ui, đậu xanh nữa hả? Xuống xe bạn ơi, ui. Chú anh chết sớm nhá. Không, anh chưa chết em ơi. Anh 7 kill rồi còn 4 thằng nữa. Cố hạ một đứa kiếm top 1 em ạ. Ok, bye bye. Ừ, thế em nghỉ đi nhá, anh lại sau anh nghỉ sau. Ok mọi người ơi, mình sẽ loot thêm đồ coi nào. Đó, bom keo này, bom keo phải lượm nhiều các bạn ạ. Đang chơi solo mà, à quên, đang chơi đua mà anh em. Mỗi tội là còn mỗi mình kẹo, chơi hơi mệt, hơi khó khăn tí. Thêm đạn này, lấy monster chắc chạy nha mọi người. Ui thêm bom keo đấy hả, tuyệt vời. Lượm càng nhiều bom keo càng tốt nha. 10 bom keo chắc là ổn. À cái xe này còn ngon này. Đó, vào bom thôi mọi người ơi. Ui cắt máu đau thế nhỉ. Ok không sao cả mọi người ơi, chạy vào bom xíu thì phun máu thôi. Còn lại có 3 thằng nữa thôi anh em ạ. À đây rồi, có người này. Có người này các bạn ơi. Có người này các bạn ơi. Đây bản điểm số nha. Còn lại 2 thằng nữa thôi anh em ơi. Trang bị nòng số 3 lần này. Ok ok. Hạ anốt 2 thằng cuối là chúng ta có thể giành lấy được top 1 rồi anh em ơi. Uầy cố lên nào anh em. Nào nào. Còn lại có 2 đứa nữa thôi anh em ơi. Wow, vụ này hơi căng anh em ạ. Chuẩn bị là kẹo solo này, 1v2 này anh em ơi. Không sao cả, mình có nhiều bom keo, mình nghĩ là mình mới ăn được đấy. Mình nghĩ là mình ăn được anh em ạ. Có thể là bo quê mấy đứa còn lại đã thủ nhà này. Riêng nếu thủ nhà chắc kẹo chịu luôn anh em ạ. À đây, đây à. Thôi xong rồi em ơi, mày chạy với anh nhỉ. Mày chạy với anh nhỉ. Mày chạy với anh nhỉ. Ôi em ơi. Đúng rồi. Mày chạy với anh nhỉ. Ôi đậu xanh bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi này. Làm gì nhau.
nào làm gì nhau. Cho bạn bắn thoải mái lên nhá. Đừng đâu bắn vậy. Nhiều bom kia để làm gì. Trên tròi này à? Đúng rồi. Trên tròi này à? Nhiều bom kia để làm gì các bạn ơi. Úi xời ơi, bom thu ra kia cơ mà. À, nó quay sang bắn xe mình, xe mình không chạy được anh em ạ. Ok, fine. Được thôi. Mình có nhiều bom keo mà. Mình ngại gì đâu. Mình có nhiều bom keo thì mình ngại gì. Mình có nhiều bom keo thì mình ngại gì. Mình ngại gì đâu hả anh em ơi. Ui, làm gì nhau. Mình có nhiều bom keo thì mình ngại gì hả bạn. Bạn tưởng bạn qua được gốc quay chất là ngon à. Sao. Sao. Tưởng qua được gốc cây chắc là ngon à. Nào. Ui bạn ơi đừng. Bạn ơi đừng. Đừng bạn ơi. Úi dồi ôi anh em ơi. Thôi xong rồi. Ui nó còn lại có 2 máu này. Úi dồi ôi kẹo đã rất cố gắng. Nhưng mà bo cuối cầm quả lựu đạn không là xíu nữa thì kẹo đã được nó cho anh em ạ. Ây. Chán thân. Đai của này hơi buồn các bạn ạ. Thôi xong, vậy là kẹo đã dừng lại ở top 2 với 9 kill thôi mọi người ơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.